Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Huấn luyện viên Chu Xie, chúng tôi sẽ là đội mạnh ở vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên Philip Chu Xie cho rằng chỉ có thời gian mới trả lời đầy đủ cho những thử nghiệm hiện tại, song cam kết đội tuyển Việt Nam sẽ là đội mạnh ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Phát biểu sau thất bại 0-6 trước chủ nhà Hàn Quốc trận thua đậm nhất kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Chu cho biết ông không bất ngờ về tỷ số bởi Hàn Quốc là đội bóng đẳng cấp thế giới. Tôi cảm nhận được sự chênh lệch lớn trong kỹ năng và kinh nghiệm của cầu thủ hai đội, chưa kể 30 phút cuối chúng tôi chỉ còn chơi với 10 người. Mặc dù kết quả cuối cùng đáng thất vọng song tuyển Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong chiến thuật phòng thủ, nếu tận dụng tốt cơ hội, chúng tôi có thể ghi một hai bàn thắng, huấn luyện viên Chu nói. Nhà cầm quân người Pháp cho biết điều ông mong chờ từ trận đấu là thử nghiệm tìm ra nhân sự phù hợp cho từng vị trí và tìm cách phát triển họ. Những thách thức về thể lực và chiến thuật mà đội bóng đẳng cấp thế giới như Hàn Quốc tạo ra là rất bổ ích, giúp cầu thủ Việt Nam có nhiều bài học, sự tích lũy cần thiết. Theo đánh giá của huấn luyện viên Chu Xie, những gì mà các cầu thủ đã thể hiện được trong trận đấu này còn tốt hơn so với các trận đấu hồi FIFA tháng 6, tháng 9 cũng như hai trận vừa qua gặp Trung Quốc và Uzbekistan. Ông cũng dành lời khen học trò đã thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc dù liên tiếp thua bàn tuân thủ tốt kỷ luật phòng thủ khi phải chịu sức ép lớn và chơi thiếu người đồng thời chỉ là một số điểm tích cực như số đường truyền chính xác số pha dứt điểm về cầu môn đối phương tăng các quyết định triển khai bóng nhanh hơn khối đội hình di chuyển khi không bóng được cải thiện chỉ có thời gian mới có thể trả lời đầy đủ kết quả của những thử nghiệm hiện tại song chúng tôi sẽ trở thành một đội mạnh ở vòng loại world cup huấn luyện viên chu cam kết theo kế hoạch thầy trò huấn luyện viên Chu Xie sẽ hội quân trở lại vào nửa đầu tháng 11 để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân Philippines ngày 16 tháng 11. Sau đó trở về Mỹ đình tiếp Iraq trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Bốn đội gồm Việt Nam, Iraq, Indonesia, Philippines sẽ đá vòng tròn hai lượt chọn hai đội nhất, nhì vào vòng loại thứ ba. Đây cũng là chỉ tiêu đặt ra cho huấn luyện viên Chu Xie. Mới đây bình luận viên Quang Tùng cũng nhận định tuyển Việt Nam chấp nhận thua đậm, đổi lấy bài học. Việc đội tuyển Việt Nam thất bại liên tiếp trong tháng 10 không bất ngờ. Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc đều là những đội bóng mạnh hàng đầu châu Á. Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, việc lựa chọn những đối thủ mạnh vượt trội để thi đấu giao hữu trong hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam chưa ở trạng thái. Tốt nhất là sự tính toán có rủi ro của huấn luyện viên Chu Xie và đội ngũ chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thất bại và sự chỉ trích là những rủi ro mà đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận để nhìn ra các vấn đề và có phương án giải quyết. Đội tuyển Việt Nam có thể thất bại thậm chí thua đậm. Tôi cho rằng thua 0-1 với 0-6 trong một trận giao hữu cũng không khác nhau nhiều lắm. Nếu cứ trở lại với lối chơi của giai đoạn trước, chỉ chơi phòng ngự rồi thua 0-1, chúng ta có thể rồi vỗ về nhau thì đội tuyển Việt Nam chẳng tích lũy gì, không biết mình đi được đến đâu. Đội tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc là chuyện bình thường. Chúng ta kém hơn và thua, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ dám đối mặt. Khuất Văn Khang vẫn tự tin đi bóng qua các cầu thủ và quyết tâm ghi bàn. Đó là điều cần thiết của đội bóng đang tích lũy và phát triển. Nếu không muốn thua Hàn Quốc thì chỉ có không đá giao hữu với họ. Còn nếu đấu với Hàn Quốc thì phải chấp nhận thất bại để đổi lấy bài học. Giảm bàn thua là một vấn đề, nhưng phản ứng và chơi bóng trước các bàn thua cũng là vấn đề. Đội tuyển Việt Nam đâu có nhiều có cơ hội chơi bóng với các cầu thủ đẳng cấp thế giới. Trước mắt đội tuyển Việt Nam là các ngôi sao của PSG, Bayern Munich, Tottenham, rất ít cơ hội được đá với họ để qua người và ghi bàn. Đội tuyển Việt Nam đi qua 6 trận đấu để thử nghiệm, xây dựng đội hình và lối chơi. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, người hâm mộ có lý do để lo lắng cho loạt trận vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11. Vòng loại thứ hai World Cup 2022 không phải là quá khó. Đội tuyển Iraq vượt trội nhưng chưa đến mức như Hàn Quốc. Indonesia, Philippines ở thời điểm hiện tại có thể chơi ngang ngửa với đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta không lép vế. Tôi tin tưởng việc đội tuyển Việt Nam đủ sức giành kết quả tốt để đi tiếp. Tất nhiên, rủi ro trong bóng đá vẫn có thể xảy ra. Tháng 11 là những trận đấu chính thức, vừa tầm hơn nhưng có ý nghĩa rõ ràng hơn. Đó là lúc chúng ta có câu trả lời cho câu hỏi con đường này, phương pháp này, nhân sự này có hợp lý hay chưa. Huấn luyện viên Chu Xie có phải lựa chọn chính xác hay không? Hãy nhìn vào màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Nếu không vô địch AFF Cup hay không thể hiện tốt ở vòng loại thứ hai, thật khó để kiên nhẫn với huấn luyện viên Chu Xie. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng ta chưa thể khẳng định như vậy. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý khán giả đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.